À, xin chào toàn thể quý anh chị. Trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị mình một căn nhà của anh chị nha. Mặt tiền đường rải nhựa, kinh doanh buôn bán ok luôn, đường thông hai đầu rất là đẹp. Vị trí em đang đứng đây là phường Tân Đông Hiệp quý anh chị ạ, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đường trước nhà của mình đường rải nhựa rất là đẹp, đường này 7m quý anh chị nhá. Đường xe tải, xe ô tô, hai ô tô tránh nhau thoải mái luôn. Đây xe tải quý anh chị thấy không ạ? Đấy. Hướng này quý anh chị. Hướng này là mình ra đường Chiêu Liêu này quý anh chị, chạy thẳng đây là ra đường Chiêu Liêu. Ra đây tầm 100m thôi, 100m thôi. Đây. Chạy ra đường này là ra tới đường Chiêu Liêu quý anh chị nhá. 100m. Hướng này mình ra ngã ba ông xá cũng được luôn này. Đấy, ra ngã ba ông xá tầm 500m. Còn hướng ngược lại quý anh chị. Hướng ngược lại này thì mình ra đường Vũng Thiện. Đây, hướng này ra đường Vũng Thiện này quý anh chị. Phía trước là đường Vũng Thiện ha, rất là gần quý anh chị nha, kế bên luôn. Căn nhà này giá rẻ thôi, 73m, giá chỉ có 3 tỷ 100 triệu anh chị ạ. Nhà một trệt một tầng lầu và nằm trên mặt tiền đường thông, kinh doanh buôn bán. Với một căn nhà với mức giá 3 tỷ 100 triệu và 73m, một trệt một lầu, sân ô tô, nằm trên mặt tiền đường thông như thế này và mức giá 3 tỷ 100 triệu là một mức giá rất là rẻ quý anh chị nha. Đấy, thì ở đây là gia chủ, anh chủ anh cũng đang rất là cần bán nên là anh đưa giá rất là hợp lý luôn quý anh chị ơi. Đấy. Sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái và nhà mình hướng đông nam, rất là mát quý anh chị nha. Nhà hướng đông nam nha. Đấy, mát mẻ. Vừa kinh doanh vừa ở rất là ok luôn. Đấy. Gần ngã ba ông xá. Chỗ này ra ngã ba ông xá tầm 500m thôi, gần đường Vũng Thiện và thông với đường Chiêu Liêu, nằm trên một con đường rải nhựa đường thông hai đầu. Nhà hướng đông nam, ngang 4 và dài hơn 18m, 18.5 quý anh chị. Tổng là hơn 73m một xíu ha, hướng đông nam, nhà một trệt một tầng lầu. Đấy. Căn này là quá ok luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái anh chị nha, hỗ trợ ngân hàng thoải mái nha. Anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà và mình còn thiếu chút vốn á, mình còn thiếu chút tiền á, mình vay ngân hàng thoải mái luôn anh chị nha. Đấy. Bên em chuyên chia sẻ tất cả các bất động sản đất nền, nhà phố, biệt thự tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh ạ. Anh chị có nhu cầu cứ alo ngay cho em Hải, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Nhà mình có một cái sân tương đối là rộng, chỗ này mình để ô tô 4 chỗ được, hoặc có thể chỗ này mình để kinh doanh quý chị nhá. Đấy, kinh doanh cũng rất là ok. Cái này mình kinh doanh mà tìm kinh doanh mà, đường thông mà. Đấy, phía trước là một cái khu vực cũng tương đối là rộng. Cái gara phía trước này mình để ô tô 4 chỗ được, hoặc có thể làm một cái khu vực để mình kinh doanh buôn bán anh chị nhá. Nhà mình có phòng ngủ dưới luôn. Đấy. Thì căn nhà này nó có những cái điểm cộng, thứ nhất là ở một phía trước nó có một cái sân rất là rộng. Và thứ hai là nhà có nằm trên mặt tiền đường thông. Và thứ ba nó có thêm một cái lợi thế nữa là nó có phòng ngủ dưới. Nên là cái lợi thế phòng ngủ dưới thì anh chị nào mà đang tìm nhà phòng ngủ dưới thì căn này thì quá hợp lý rồi ha. Vừa kinh doanh vừa phòng ngủ dưới, vừa nằm trên đường thông, đường ô tô. Đấy, rất là đẹp anh chị nhá. Phường Tân Đông Hiệp anh chị nhá, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị lưu ý giúp em, nhà này thì mình nhìn là mình đã biết rồi, nhà đã qua sử dụng anh chị nhá, và đã sơn sửa mới lại rồi nha. Đấy, thì mức giá nó rất là hợp lý, căn này 73m mà giá chỉ có 3 tỷ 100 triệu là giá hợp lý anh chị nhá. Nói chung nhà đang rất là ok đấy, kiên cố rất là ok. Sổ hồng riêng luôn, mình có thể công chứng bất cứ lúc nào. Đây khu vực bếp nhà mình đây và nhà vệ sinh đây. 3 phòng ngủ, có một phòng ngủ dưới, một nhà ăn, một phòng khách. Và ở phía trên có một cái kho nhỏ nhỏ và một khu vực sinh hoạt chung. Ở trước thì có sân rộng, sân ô tô 4 chỗ ha. Đấy. Phòng ngủ dưới đây anh chị ơi. Nhà mình có phòng ngủ dưới nha. Đấy, chỗ này làm kho, làm phòng ngủ dưới quá hợp lý luôn. Căn này ngang 4 và dài 18.5, hơn 73m một xíu. Rồi để em lên trên lầu cho anh chị mình tham quan về căn nhà này. Anh chị nào mà đang tìm nhà mặt tiền kinh doanh với mức tài chính đâu đó khoảng trên dưới 3 tỷ một xíu ở tại Di An thì mình tham khảo căn nhà này giúp em Hải. Căn này 3 tỷ 100 triệu em xin nhắc lại và giá vẫn còn thương lượng nên anh chị yên tâm. Thuận mua vừa bán, mình có thể đàm phán trực tiếp với chủ nhà ha. Đấy, cứ alo đặt vấn đề với em Hải, em sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất. Anh chị đang xem video của em Hải vui lòng đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để tiếp tục cập nhật các video mới. Bên em chuyên làm video thực tế để cho anh chị mình xem. Rồi anh chị mình thấy phù hợp căn nào thì cứ báo cho em ha, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Rồi lầu 1 đây anh chị ơi. Đấy, thêm một nhà vệ sinh, là nhà mình có hai nhà vệ sinh.
ở sau này có một phòng ngủ nữa là phòng ngủ số 2, và phía trước này cũng có một cái phòng ngủ. Ở chỗ này thì có một cái kho nhỏ nhỏ đây đó, hoặc có thể làm phòng thờ. Phòng thờ ở chỗ này thì chỗ trống này quý chị ha, chỗ này chỗ trống, khoảng trống ở trên lầu 1. Đây nhà vệ sinh, nhà vệ sinh này thì cũng tương đối là rộng đấy, nó cũng dài, ở chỗ này nó cũng thoáng hơn. Ở trên này mình để bồn nước được luôn quý chị ha, hoặc các cái vật dụng mình không dùng tới mình để trên này. Còn nhà thì có điện nước đầy đủ nhá, nước máy nhá quý chị nhá. Đấy. Đây thêm một phòng ngủ nữa. Rồi vậy là đã em đã quay được hai phòng ngủ rồi anh chị nhá. Đấy, sau này cũng có cái cửa sổ cũng tương đối là thoáng ha. Phòng ngủ này thì nó cũng nhỏ hơn cái phòng ngủ ở phía dưới. Phòng này dành cho các bé, quá hợp lý. Còn phía trước này thì có một cái phòng ngủ siêu rộng luôn. Đây, chỗ nhỏ nhỏ này thì cũng có thể làm kho hoặc mình có thể làm phòng thờ được quý anh chị nha. Với một căn nhà như thế này là quá ok rồi. Đây, chỗ này mình làm phòng thờ cũng được ạ. Đây, còn một cái phòng ngủ lớn ở phía trước này. Trước này thì thường thường người ta vẫn hay làm phòng thờ, nhưng mà nếu chỗ kia mình làm phòng thờ thì chỗ này mình làm phòng ngủ cũng có hợp lý này. Tại vì phòng này nó rất là rộng, nếu mà làm phòng thờ thì nó cũng tương đối là phí quý anh chị ha. Chỗ này làm phòng thờ anh chị nha. Ok, xin lỗi ạ. Chỗ này làm phòng ngủ anh chị nha. Vậy là nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ anh chị ạ. 3 phòng ngủ nhá. Đấy, chỗ này rộng lắm. Nhà như này mà chỉ có 3 tỷ 100 triệu là rẻ. Nên là anh chị nào quan tâm thì alo ngay cho em Hải và mình đi xem căn này nhá. Mình đi xem thực tế anh chị nha. Quay video thì như vậy thôi chứ xem thực tế nó lại còn đẹp hơn. Đấy, xe chạy quá trời này, xe tải mình như thế không ạ? Đấy. Rồi, xin chào anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong các video mới ạ.